thơm lạ gì đâu. Nhưng mà như thế mà bảo là đẹp trai. Ok, cái chị này chả biết cái gì cả. Quý vị có công nhận với tôi là Beckham rất đẹp trai đúng không ạ? Ôi trời ơi, chỉ được mỗi cái cao to thôi nhưng mà da đen xỉa như là châu Phi ấy. Chẳng nhẽ lại có gần hai Beckham à? Chị dẫn chương trình ơi, thế em có mấy Beckham mà chị? Chắc là chỉ có một Beckham của đội tuyển Anh ạ. Dạ vâng. Đấy, thấy chưa? Chỉ có một Beckham thôi. Beckham của tôi nói là Beckham cao to đẹp dai mà lại trắng trẻo. Còn Beckham mà da đen xì xì á thì đúng rồi, trong đội tuyển Brazil. Brazil mà toàn chỉ là người đầu chọc kìa. Thế chị có biết trọng tài Colin không? Cái đầu cũng chọc đấy. Rồi, nhưng mà ông ấy có cái gì ấy? Mà chị có biết vì sao mà đầu ông ấy chọc hay không? Không. Ôi giời ơi, chẳng qua là gội nhầm dầu cho nên là không còn dấu hiệu của tóc. Chẳng lực lượng chúng ta không liên quan đến vấn đề chọc đầu hoặc là chọc vì cái dầu gì. Mà chúng ta đang nói về những trận đấu. Cho nên có lẽ là cần xin mời các chị trở lại chủ đề chính của chúng ta một chút. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận Euro 2004 của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bình thường quý vị và các bạn có thể đã quen với những chương trình bình luận trực tiếp trước hoặc sau cái trận đấu. Chúng ta thường được nghe những ý kiến nhận định đánh giá của các chuyên gia có thể nói là cực kỳ chính xác và thú vị về các trận đấu, sự phân tích trận đấu của họ như thế nào. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một chương trình bình luận. Nhưng khách mời lại rất đặc biệt, đó chính là những khách mời đại diện cho phái nữ. Chúng ta sẽ cùng nghe xem các chị sẽ nói gì về bóng đá, tình cảm của các chị đối với bóng đá như thế nào, các chị nghĩ gì về Euro 2004. Xin được giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chị Vỏ và chị Quýt. Ở hôm nay chúng ta sẽ cùng bình luận về Euro 2004 và chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng ta đã ăn cùng với bóng đá, ngủ cùng với bóng đá, vui với bóng đá, buồn với bóng đá. Biết bao nhiêu những cảm xúc cực kỳ bất ngờ và thú vị đã đến với chúng ta. Vâng, và đưa chúng ta đi hết từ cái trạng thái này sang trạng thái khác. Khoan chị ơi. Thôi tôi nghĩ là có khi chị khỏi phải văn chương dài dòng gì. Riêng về bản thân tôi thì tôi thấy cái kỳ Euro vừa rồi đúng là nhạt toẹt. Mà chả có cái gì là hấp dẫn cả. Những ít nhất thì xin được hỏi là trong Euro 2004 vừa qua thì chị có theo dõi trận đấu nào không ạ? Có cái gì đâu mà đáng xem ạ. Mà thú thật với cả quý vị và chị, tôi có một cái bệnh rất là lạ là khi mà tôi xem bóng đá ấy, mọi người cứ hò hét nhiều quá ấy, là tôi lại bị đau. Tôi chắc là chị bị đau đầu đúng không ạ? Đau đầu là chuyện bình thường rồi. Ở đây tôi lại đau đau răng. Lần đầu tiên trong đời tôi đã được nghe đến một chứng bệnh rất là lạ, có nghĩa là khi nghe hò hét quá nhiều thì chúng ta sẽ bị đau răng thay vì đau đầu. Thôi thì cứ cho là chị bị đau răng đi. Nhưng mà trận nào mà chị thích ạ? Có một cái trận mà tôi đau lắm chị ạ. Tôi đau không thể nào mà chịu được ấy. Mà tôi đau ngay từ những cái phút đầu tiên cơ. Cái trận đấy mà có đúng rồi. Có anh chàng Beckham ấy mà, thần tượng của tôi mà anh ấy sút cái quả bóng gọi là quả penalty. Vâng. Mà sút qua cái xào ấy. Đấy sút qua cái xào ngang ấy. Trời ơi, cái trận đấy tôi đau không thể tưởng tượng nổi chị ạ, nhất là khi mà anh ấy sút trượt ấy. Ôi trời ơi, đấy. Ai trời ơi. Khổ quá, đấy vừa mới nói đến tôi lại đau rồi. Xin cảm ơn chị, phải dừng lại một chút không thì chị đau mất. Xin được hỏi chị Quýt ạ. Chị Vỏ thì như vậy rồi nhưng mà thế còn chị thì sao ạ? Tôi tuy là phái nữ nhưng mà cũng cuốn hút lắm. Vâng. Mê lắm. Rất nhiều các bạn nữ của chúng ta đã say mê bóng đá cũng không kém gì cánh đàn ông. Chị đã xem trận đấu nào trong thời gian vừa qua? Như là hôm đấy đội tuyển Anh đá với đội tuyển Thái Lan ạ. Thực ra thì trong Euro 2004 là một giải đấu của các nước ở châu Âu và chắc là chị nói đến Hà Lan. Vâng, đại khái là có cái chữ Lan gì đấy. này chị ơi chị, thế ở trong cái đội tuyển Anh ấy mà, chị có nhìn thấy cái chàng cầu thủ Beckham không? Úi dồi ôi, đẹp trai chị nhờ. Úi dồi, thần tượng của tôi đấy nhá. Tôi mê anh này lắm ấy nhá. Anh ấy công nhận là đẹp trai, chị công nhận không? Lạ gì đâu, Beckham lạ gì đâu. Nhưng mà như thế mà bảo là đẹp trai. Ok, cái chị này chả biết cái gì cả. Quý vị có công nhận với tôi là Beckham rất đẹp trai đúng không ạ? Ôi trời ơi, chỉ được mỗi cái cao to thôi nhưng mà da đen xỉa như là châu Phi ấy. Chẳng nhẽ lại có gần hai Beckham à? Chị dẫn chương trình ơi, thế em có mấy Beckham à chị? Chắc là chỉ có một Beckham của đội tuyển Anh ạ. Dạ vâng. Đấy, thấy chưa? Chỉ có một Beckham thôi. Beckham của tôi nói là Beckham cao to đẹp trai mà lại trắng trẻo. Còn Beckham mà da đen xì xì á thì đúng rồi, trong đội tuyển Brazil. Brazil mà toàn chỉ là người đầu chọc kìa. Thế chị có biết trọng tài Colin không? Cái đầu cũng chọc đấy. Rồi, nhưng mà ông ấy có cái gì ấy? Mà chị có biết vì sao mà đầu ông ấy chọc hay không? Không.
Ôi giời ơi, chẳng qua là gội nhầm dầu cho nên là không còn dấu hiệu của tóc. Chương trình luận chúng ta không liên quan đến vấn đề chọc đầu hoặc là chọc vì cái dầu gì. Vâng, mà chúng ta đang nói về những trận đấu. Cho nên có lẽ là cần xin mời các chị trở lại chủ đề chính của chúng ta một chút ạ. Trong các cầu thủ đấy ạ, thì chị nói chung là chị thích cầu thủ nào ạ? Em thích nhất là chàng gì nhỉ? À, ôi em. Ôi em đấy ạ. Ôi thủ nghe cái tên nó em dịu nhỉ. Là tôi lại phải xin đính chính một chút ạ. Không có cầu thủ nào tên là Ôi Em, mà chúng ta chỉ có một cầu thủ là Michael Owen. Đó cũng là một tiền đạo. Vâng. Ôi em à, em nhẹo đấy. Này, Ôi Em là hơi bị nổi tiếng đấy. Ôi Em là có cái công rất lớn là đưa cái đội tuyển Cameroon vào vòng 2 đấy. Ôi giời ơi. Này, ra đi. Khổ quá. Mang tiếng là thích xem bóng đá mà chị chả hiểu cái gì cả. Ôi giời ơi, Owen không phải là cầu thủ của đội tuyển Cameroon. Thì đội nào? Là cầu thủ của đội tuyển Đức. Em hủy gật nhỉ? Mà chị có biết là Owen thường đá với cả cầu thủ nào không? Cầu thủ à... Sếp không đi là đi Sudan. Chị nói chậm chút được không ạ? Sếp không đi là đi Sudan. Chị bảo chị nói chậm lại là chị định nói cầu thủ nào ạ? Sếp không đi lại đi sang Đan. Có thể là chị Vỏ đang đề cập đến một cầu thủ rất nổi tiếng đội tuyển Pháp, Zinedine Zidane đúng không ạ? Vâng đúng đấy ạ, nhưng mà chả nói giấu gì quý vị với cả chị. Tôi là cứ tiếng Tây là tôi cứ phiên âm ra tiếng Việt để nói cho dễ. Chị này, hả? Thế mà chị có nhớ Euro nó thành lập ngày nào không? 1 tháng 4 năm 1949. Ôi trời ơi, sao chị nhớ được, chị giỏi thế. Đấy là ngày sinh nhật của ông bố chồng tôi. Vừa rồi thì chị Vỏ có nói là chị thì bóng đá thì chị nói là chị không mê, nhưng thực ra chị cũng biết nhiều. Nhưng xin hỏi là chồng chị thì thế nào ạ? Anh ở nhà thì có mê bóng đá không ạ? Chồng tôi á, mê trên tất cả các loại mê. Ôi trời, anh ấy mê lắm chị ạ. Đấy, mê đến cái mức độ mà mấy tháng nay rồi cứ bảo vợ buổi tối nằm ở nhà một mình rồi đi xem bóng đá thôi. Tôi cũng chả hiểu tại sao mọi người lại có thể mê được cái vật vô duyên lại trơ trẽ đến thế là cùng nhỉ. Cái vật mà người ta vẫn gọi là trái bóng ấy mà. Bóng đá và đặc biệt là trái bóng thì nó chả có tội gì cả. Vâng. Và nó là một cái mà để cho mọi người có thể nói là đưa ra được rất nhiều những cái điều thú vị. Những trận đấu đã làm chúng ta nào là thích, nào là vui. Hơi tiếc là chị đã không chia sẻ được cái tình cảm đấy với rất là nhiều người. Thế em, tôi hỏi thật chị là, thế chị đã lấy chồng chưa? Tôi thì tôi chưa lập gia đình, nhưng mà tôi nghĩ là cái liên quan gì đến bóng đá đâu ạ. Đấy, chính vì chị chưa lập gia đình cho nên là chị mới bênh bóng đá. Tôi chưa biết là câu chuyện của chị như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đầu tiên tôi tưởng là bóng đá thì chả liên quan đến chuyện là có gia đình hay không có gia đình. Có lẽ là bây giờ thôi, tôi xin mời quý vị và chị cứ theo tôi về nhà. Gì mà lì. Nhiều ông. Làm gì đấy? Em chuẩn bị để cho hôm nay anh ở nhà anh xem bóng đá nhá. Thế là thế nào? Thì hôm nay ở nhà xem bóng đá. Mọi hôm ấy anh chả bảo là anh muốn ra ngoài kia xem bóng đá rồi gặp bạn bè rồi uống bia. Thì đấy, hôm nay em đã chuẩn bị bao nhiêu là bia nhá, mà không những là bia lại còn có cả sữa này, bánh này, rồi không được đâu. Rất nhiều thứ ở nhà. Không được đâu, hôm nay là trận bán kết mà tôi đã hẹn với bọn Phương Xó với Hải Phốt rồi. Không được đâu, phải đi thôi. Thôi, gớm. Em đã bảo là hôm nay ở nhà mà ở nhà nhá. Ở nhà đi. Ta đã hẹn rồi. Đàn ông đàn nang nói một câu nó phải là như dao chém đá. Anh định chém cái gì? Chém lại tôi xem nào. Gì đâu. Áo bẩn đây này. Bẩn chỗ nào? Nào chỗ nào. Này. Rời ạ. Ngỡm ạ. Tôi đã nói rồi, không có đi đâu hết nhá. Một tháng nay rồi, đêm nào anh cũng ra khỏi nhà. À mà này, tôi vừa mới điều tra nhá. Euro tối qua người ta nghỉ, thì anh đi đâu cả đêm, khai ra. Hôm qua nghỉ là nghỉ đá chính thức thôi. Còn hai đội nó vẫn đá giao hữu. Cứ cho là họ đá giao hữu đi. Thế nhưng mà tại sao không truyền hình trực tiếp? Trời, thế mà cũng đòi biết xem đá bóng. Đá giao hữu ai người ta truyền hình trực tiếp? Truyền ở trên... Ở đâu? Trên đâu? Mạng Internet. Truyền trên mạng Internet. Thế tôi mới phải ra ngoài tôi xem nhỉ. Cô tưởng tôi sung sướng lắm khi mà đêm hôm về lọ mọ đi ra ngoài xem đá bóng à? Đấy, chính anh vừa nói nhá, không sung sướng thì ra khỏi nhà. Thế cho nên là tối nay ở nhà nhá, ở nhà xem bóng đá nhá. Mình chả biết cái gì cả.
xem đá bóng là người ta phải tụ tập anh em bạn bè lại, xong rồi uống chai bia, uống cốc nước, rồi xong rồi cùng nhau hò hét cổ vũ nó mới phê. Ngồi một mình nó ra làm sao? Đấy, thì ở nhà bao nhiêu thứ có bia rồi. Còn đâu là nếu như mà bây giờ mình thích hét thì mình cứ thoải mái vô tư mà hét. Cùng lắm là em sẽ hét theo mình. Điên nhá. À? Được không? Dở hơi à? Gì? Tôi ngồi tôi hò hét ở nhà thì một mình người ta tưởng tôi thành thằng dở hơi à? Hả? Thế là cứ thêm cả cô cũng hò hét cùng vào đấy người ta tưởng là hai vợ chồng đêm hôm đánh chửi cãi nhau à? Không được. Thôi. Không nói nhiều nữa. Đi đây. Nhanh. Ừ thôi được rồi. À, nếu như mà anh mà muốn đi thì em cũng để cho anh đi nhá. Thế thì rồi ạ, à, nhưng mà trước khi đi ấy, anh vào trong kia anh cắm cho em cái máy giặt nhá. Bật cái máy giặt lên gì? Dậy. Nhặt tẹt. Xong ngay, đi nhá. Nói nhẹ không ưa lại thích ưa nặng cơ. Lần này à, cho chết. Cô có mở ngay cái cửa để tôi đi không hả? Muộn quá rồi đây này. Thế tự dưng cô làm sao thế nhỉ? Hôm nay là tôi giả vờ đi xem đá bóng thôi, còn thực tế là tôi đi gặp đối tác làm ăn, cô có biết không? Ai người ta lại làm ăn ban đêm bao giờ ấy? Vô vẩn. Cô nói thế chứng tỏ cô không hiểu gì về cái thời buổi kinh tế thị trường cả. Người ta làm ăn, người ta bây giờ người ta còn hẹn nhau từ lúc tờ mờ sáng ấy chứ. Đấy, chợ rau quả, chợ xanh đấy, người ta họp từ lúc 3 giờ sáng, cô có biết không? Anh buôn bán hoa quả lúc nào mà anh ví hả? Cô nói cùn lắm, tôi không nói chuyện với cô nữa. Không thể tưởng tượng được tại sao được trên cái thế giới này lại tồn tại một cái thứ vợ như cô ấy. Làm sao ngày xưa tôi lại cưới cô mới được chứ. Biết rồi. Tôi ra uống bia tiếp. Chị và quý vị biết là tại sao tôi lại ghét bóng đá rồi đấy. Ê, anh đi cả đêm thế hả chị? Đến 5-6 giờ sáng mới về cơ. Về đến nhà đánh răng rửa mặt xong rồi lại đi làm tiếp. Khổ thế đấy. Mà tôi không hiểu tại sao bóng đá nhỉ, ban ngày ban mặt không đá để họ cứ nhè vào đúng ban đêm nhỉ. Ôi trời ơi, 1-2 giờ sáng hò hét, nhức cả đầu nhức óc, không thể nào ngủ được. Chị xin được hỏi là anh sẽ đi xem bóng đá cả đêm như vậy, và lúc nào cũng xem tất cả các trận như vậy, vậy thì ban ngày thì có đi làm không hả chị? À thôi được rồi. Để tôi mời quý vị với cả chị một lần nữa lại đến cơ quan của anh ấy. Việc gì ấy? Dạ em ở bên công ty Thiên Minh mà, em muốn gửi cho anh cái hồ sơ dự thầu. Ốc này nó không đi làm đâu em ạ, nó nghỉ rồi. Nó có việc gì bên nhà vợ nó nhá. Mai đầu giờ em quay lại. Em hỏi. Thôi
cái việc hồ sơ dự thầu này thì là ốc nó giải quyết, anh không biết đâu chứ. Ô, hai đều hiểu, quay lại nhá. Hôm nay còn đang họp nhá. Ốc vịt hơi. Alo, cả phòng đang họp nhá, đang bận. Dạ, dạ em là sinh viên mới thực tập. Dạ vâng ạ, dạ em chào chị. Dạ ê, có đủ hả mày? Dậy, ốc. Bây giờ là mấy giờ rồi? Dạ. Thế này. 10:30 á. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra công việc của từng cậu một. Cậu đấy. Ra đây. Dạ. Thế cái bản hợp đồng với cả công ty Tiến Thành thì cậu chuẩn bị đến đâu rồi? À, xong hết rồi. Đây, anh xem. Này, các cậu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Đây không phải là chỗ ngủ. Tôi bảo cậu thôi không ngáp nữa cơ mà. Thôi. Em đố anh đang ngáp mà anh dừng lại được ấy. Anh phải để em ngáp nốt chỗ sở đấy chứ. Đấy, thế phải là ngon không? Cậu kia. Các cậu mà thi nhau ngáp thế này, khách khứa người ta vào người ta lại tưởng đây là trại cai nghiện, hiểu chưa? Vâng ạ. Bây giờ đến lượt cậu. Cậu cho tôi xem cái bản thanh lý hợp đồng vừa rồi xem nào. Em ạ? Ờ. Chính cậu đấy. Dạ vâng ạ. Em chuẩn bị xong hết rồi. Hợp đồng ở đây rồi. Xong hết rồi, em chỉ chờ anh về là em. Anh đối chiếu cho chính xác thôi. Này, cậu thêm vào cái mục cuối này 20%. Còn cái bản hợp đồng này, cái phần phụ lục là phải... Sao hả anh? Tôi làm gì cậu mà cậu khóc? Chị em khóc đâu ạ? Tôi không khóc, tại sao nước mắt lại chảy xuôi? Đấy, nước mắt nó chảy là vì... Anh ơi, anh ngáp anh này. Cậu kia, tôi đã bảo không ngáp nữa cơ mà. Dạ, em có làm gì đâu ạ. Cậu không làm gì mà lại lấy tay che miệng để ngáp à? Dạ, em lấy tay che miệng thì làm sao nhìn thấy miệng em mở mà anh bảo em ngáp ạ? Tôi nói cho các cậu biết nhé. Các cậu mà ngáp thêm một hiệp nữa ấy, là tôi đuổi hết các cậu ra khỏi phòng đấy. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Ông ơi, anh về bên kia chợp mắt một lúc, tôi đánh thức anh trước 4:30 nhé. Đâu ơi, tắt hết điện thoại đi, ngủ cho nó ngon.